mày anh em. Của mình là anh Cường đấy, chơi rất nhiều anh em nổi tiếng đấy, có cả đây gọi là anh gì, cái gì gặp Bảo, anh gì Bảo nhỉ? Dương Ngọc Bảo đấy. Còn đây là anh Du Thiên, còn đây là anh Phú Lê, đây đây là anh Giang Rồng, đây là chú Vũ Trọng. Đây anh mình được đóng rất nhiều bộ phim trên VTV các bạn. Đấy. Đấu chưa? Cầm đi đây. Ít rút đây. À, đấu à, có cả anh Trung Châu. Anh Trung Châu. Trung Trung Sật Châu ấy. Ô, có cả anh em mình luôn này. Đây, có cả anh em mình luôn này. Đấy. Đây của anh Trung Minh Tuyền đấy, một đấu. Đấy, thì hôm nay là đến đây là anh của mình là hôm nay bảo là vì là mình là đam mê xăm, mình gặp tiền xăm, đam mê xăm từ ngày xưa, nhưng mà nói chung là ngày xưa là mình rát kiểu là kiểu chưa cái bản lĩnh thì xăm anh em, thứ nhất đến, cũng không có tiền nữa, đúng rồi, thứ nhất không có tiền đấy. Đấy còn đây là anh của mình đấy, là hôm nay anh bảo là tặng cho mình gặp tiền là mỗi anh em một anh xăm ở cánh tay đấy, và anh bảo sẽ làm đẹp nhất có thể, đúng không anh? Ok. Tất cả cái cánh tay của em của tiền là sẽ dành tặng cho anh đấy, sẽ giao hết trách nhiệm cho anh đấy. Còn nói thật mọi người là bố mẹ mình cả Ngọc và vợ mình là vợ Tuyền là vẫn hiện tại là chưa biết là bây giờ mình Tuyền đang đi xăm, thì không biết là xăm về là phản ứng của mọi người nhà thì tôi kệ rồi, nhà mình là lớn rồi, mọi người cứ chạy theo cái đam mê của mình thôi, đúng không? Đấy, còn tính quá trình xăm vào thì tí mình sẽ review cho anh xem. Đấy mọi người, thì đây nhá, Tuyền sẽ lên thớt trước và Tuyền sẽ làm chuột bạch anh em nhé. Còn mình lấy kinh nghiệm của người đi trước để lấy kinh nghiệm để lấy kinh nghiệm cho người đi sau, lé biết mà lé đòn. Đấy, nói chung là hôm nay là hình xăm này là anh mình ký cho thì anh ạ. Đấy, trên mạng mới có vụ mà chủ xăm cho thợ xăm cho khách đau quá bị tử vong ấy, bị chém ấy. Nghe đọc nội quy chưa? Điều thứ 8, đọc được thứ 8. Không vì quá đau mà tấn công thợ xăm. Là nội quy của phòng xăm đấy anh. Đấy thì anh em nào mà muốn xăm hình nghệ thuật, anh em có thể liên hệ anh của mình là Cường Obama anh em nhé, trên Facebook là Nguyễn Mạnh Cường mà ngoặc Cường Obama đấy là ra anh của mình nhé. Thì hình gì thì tí nữa anh em cứ theo dõi hết clip đấy, anh em sẽ biết là hình gì. Mình và Tuyền là hình giống nhau luôn. Bây giờ Tuyền sẽ lên thớt trước còn mình lên thớt sau anh em nhé. Sao không Tuyền? Đông. Ấy sao anh em thấy chưa? Du đâu? Thằng này không cảm xúc à? Ừ. Ô, thằng này chịu đau giỏi nhỉ? Cứng ai da. Đấy anh em thấy chưa? Đấy mọi người nhá, mọi người bỏ cái suy nghĩ mà xăm hình nên là thổ báo mọi người nhá. Không phải là giang hồ mới là xăm hình nhá mọi người nhá, đây là nghệ thuật. Anh em hiểu chưa? Đấy nghệ thuật nhá. Đấy đam mê xăm từ ngày xưa rồi bây giờ mới có cơ hội để trải nghiệm. Đấy. Hình đây tí nữa thì mình đi xong khung thì phải mấy ngày nữa mới làm tiếp được mọi người ạ. Thì bao giờ hoàn thiện hết thì mình sẽ quay tiếp cho anh em xem. Còn tí nữa thì mình mới lên thớt. Còn bây giờ phải đợi xăm khung này, thấy anh bảo là phải mấy tiếng. 3 tiếng. Chuẩn bị thành Tuyền. Tuyền xăm chỗ, Tuyền hot boy xăm chỗ. Tuyền sức ai. Đấy, anh nào muốn xăm mình cứ đến đây nhá. Thái Bình mồ hôi rơi. Địa chỉ gì anh? Địa chỉ là 16 Trần Thái Tông. 16 Trần Thái Tông. Thị trấn Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đấy. Anh em đến đây cứ hoặc là đánh Facebook là đọc bát là Nguyễn Mạnh Cường hoặc Đức Cường Obama. Công Tuyền Đức Toại. Đúng rồi, đọc bát là anh em của Đức Toại Công Tuyền là sẽ được giảm giá anh em nhé. Được sale nhá anh em nhá. Xăm không đau. Xăm không đau đấy. Vậy anh em nhìn Tuyền nó có cảm xúc gì đâu. Xăm rất nhẹ nhàng luôn đấy. Xăm đi kim rất tình cảm anh em nhé. Xăm rất là có tâm luôn. Anh Cường đã bảo anh em mình là yên tâm đến với anh là anh làm cho khách đẹp 10, anh phải làm cho em đẹp 20. Là nhiệt huyết và hết sức có thể đấy. Là dùng hết tất cả khả năng những gì anh đang có ấy. Đấy. Hôm nay là vận dụng hết khả năng luôn. Đó, ok mọi người nhé, tí đến mình thì mình sẽ ghi hình tiếp và xong hình mình sẽ quay cho anh em xem nhé. Ấy mọi người. Ui rồi ơi, vừa bản lĩnh thế mà bây giờ ui giời đau xót này. Này nói chung là môi oxy giả ra thằng này không có tí bản lĩnh gì cả. Không đau không anh. Không đau.
anh ạ, bình thường. Đấy mà quy định trong đây là không được kêu đau mà. Đấy, của Tuyền này hiện tại sẽ hình thành xong khung rồi nhé anh em nhé. Ui giời, ngồi nhìn này. Đấy. Tăng tiền nhưng mà 4 tiếng rồi xong khung rồi nhé anh em nhé. Bây giờ chuẩn bị đến mình lên thớt. Mình thì bản lĩnh lắm không như thằng này. Yên tâm tí tôi sẽ cho anh em xem cái bản lĩnh của tôi nhé. Đấy ok anh em ơi, đấy thì sau một thời gian mà Tuyền nó xong cánh tay nó rồi thì bên đến lượt mình ạ. Giờ cũng tối rồi anh em ạ. Chờ suốt à mình làm suốt từ sáng giờ đến tận bây giờ là 7 giờ rồi. Đấy, bây giờ mới đến lượt mình ơi. Cái bản lĩnh của mình nó thượng thừa không như thằng Tuyền, không yếu đuối như mày, hiểu chưa? Cái thằng mẹ đàn ông đàn ông thì không giống đàn ông gì cả. Yên đàn bà. Ok, cứ làm cứ ngồi lên thì biết. Thể hiện cho ok, lên đi xem nào. Để em làm mẫu cho thằng này nó hiểu luôn như sao à, anh làm mẫu đi. Ok chiến nha. Anh làm nó đi cho thằng kia nó hiểu luôn nha. Mày vâng. Ai rồi? Ai? Ôi. Ê, sao đau anh? Mới được có một đường đau đau đó gì? Anh có đau đâu? À! Ai từ tay ấy. Ui giời ơi, anh chỗ như này. Anh ạ. Anh không phải cậy anh chỉ em được hình xăm anh xăm kiểu đấy thì bố em không đâu quay lại cái thằng này đau bó mẹ tôi không xăm đâu về đây ngồi xuống đó uổng đi chưa cái gì đây uổng đi chưa anh bình tĩnh anh đến đây ngồi xuống ở từ chỗ nha nhưng là xăm là phải xăm xong không có chuyện là xăm mà ông bỏ đây ông đùa thôi à không có gì chưa anh bình tĩnh nói chuyện thôi đùa vậy anh cứ không đùa thôi. Nhưng mà đến đây anh chỉ em xong thì em có quyền không xong được việc ngồi xuống không trình bày ngồi xuống ngồi xuống ông cứ ngồi xuống tiếng rưỡi 2 tiếng 3 tiếng thậm chí 5 tiếng là xong. Ui em xin anh ô có cái gì đâu được phép kêu nhưng không được phép dậy. Bây giờ mới xong anh em ạ. Ai ôi. Ui xóa thế anh em. Ai à. Ai ôi. Ê mày anh em. Anh nhỏ tay tí đi. À anh nhẹ tay tí anh. Ê đâu đâu anh ơi. Ôi. Đẹp. Ôi suốt mấy tiếng rồi anh em ơi. Kiến can không được gái. Ui, xót thế anh em. Thôi, xin ít thôi anh em. Xót nó mới quỷ mặt này. Ui dồi. Giờ quả này còn lần sau hai lần nên đi xong nữa anh em ạ. Nói chung là cái cảnh này sẽ hai ngày nữa mới được chấm dứt. Thế là 48 giờ nữa mới được bực được thoát kiếp anh em ạ. Ê, nhận tay đâu anh. Tám hà kiếp làm rồi. Nói chung là bây giờ xong xong rồi bây giờ tí bây giờ chuẩn bị về nhà rồi ra mắt vợ cả bố mẹ xem như nào em nhé. Tí mẹ mình bảo rồi xong là sẽ đuổi ra khỏi nhà thì tí mẹ nó đuổi tí về mới biết được. Rồi đợi mẹ ngủ về nhỉ. Đấy xong suốt từ 7 giờ à 9 giờ à 10 giờ sáng đến tận 10 giờ đêm.